Còn anh? Dạ, con là Phêrô Nguyễn Văn Thường, con ở Nghệ An, năm nay con 28 tuổi. Con được hiệu ứng của lòng thương xót Chúa, đầu tiên con xin làm chứng về cho mẹ con. Ngày mùng 6 tháng 3 là mẹ con nhập viện ở trong bệnh viện Lao ở ngoài Nghệ An. Mẹ con muốn hết bệnh sớm thì ra ngoài lấy thuốc uống, và vào bệnh viện thì bác sĩ không có biết, thì đã truyền thuốc cho mẹ con, thì mẹ con đã bị sốc thuốc, bị ngất xíu. Và chỉ con gọi cho con là nhắn tin cho cha, và con nhắn tin cho cha và con đã cầu nguyện và mẹ con được khỏe mạnh, tái quan hẳn khỏi. Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai. Ơn thứ hai là vào tháng 11 năm 2017 đây, là con có đứa con, vợ con đi vào bệnh viện để khám, thì bác sĩ mới bảo là tim thai đập không bất thường, đập không đều, thì bảo nhập viện. Thì con bảo với vợ là em hãy tin thác vào Chúa và cầu nguyện, và con và vợ con cầu nguyện. Cái lúc đang khám thì đó tim thai, thì vợ con đọc kinh lòng thương xót Chúa và con đọc kinh, và tim thai bé đập lại bình thường. Và sau đó bác sĩ bảo về nhà là 2 ngày sau tới khám, nhưng mà con bảo với vợ là em ấy tin thác vào Chúa, cầu nguyện với Chúa là không cần phải đi nữa, ở nhà luôn cho tới giờ con sinh được thì đủ 9 tháng và mạnh khỏe. Rồi, ơn thứ ba. Ơn thứ ba là ơn lớn nhất của con là trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, thì con đã nhận biết đến lòng thương xót của Chúa. Con trước kẻ tội lỗi lắm, con chơi số đề rồi cá độ, rồi mê game, rồi là cũng ăn nhậu thâu đêm thâu sáng, cũng là gái bao nhiêu năm? Dạ, thưa cha là 5 năm. 5 năm cá độ bóng đá, số đề, ăn chơi nhậu nhẹt, gái gú, đủ mọi thứ hết trên đời này. Rồi nhờ đâu mà sau 5 năm ăn chơi trụy lạc như vậy mà con được ơn quay về nhận biết lòng thương xót Chúa? Dạ, đầu tiên là con bị cái đau cái lưng của con là đau, con bê đá bóng lắm, con đá cái lưng con đau để nổi, mà rồi về nhà là hết được chút là con đá tiếp, đá xong là con nằm một chỗ luôn, con tưởng là con bị tàn phế luôn. Thì con cũng đọc kinh cầu nguyện với Chúa, nhưng mà 3 năm rồi là con 1 năm rưỡi đấy con biết đến lòng thương xót Chúa. Thì con cũng uống thuốc nhiều nơi, chữa nhiều nơi, nhưng đỡ bình thường thôi, nhưng mà đau nhiều lắm, ngồi đau lắm. Nhưng mà sau đấy nó con cầu được xin lòng thương xót Chúa, thì lưng của con không có uống thuốc 1 năm nữa, không uống thuốc gì nữa hết. Mà con từ bây giờ là đỡ 95% rồi. Ai giới thiệu con lòng thương xót Chúa mà hôm nay con đến đây con làm chứng con được ơn của Chúa? Dạ, thưa cha, là đầu tiên là cháu của con bảo là chủ, cháu nó bảo là từ đầu là cha bên là ra bên nhà Chí Hòa, sau con bảo lòng cha Long Thiên Long, con bảo là Chúa ở khắp mọi nơi. Thì sau khi có chị con vào đây rồi nó đi cha Long không, thì con cũng nghe mấy người bảo là ở đây Thiên Long, thì con cũng muốn đi. Thì con đi thì lần đầu tiên con tới đây là con cảm nhận được Chúa đang ở đây hiện diện đây. Con đi về con bảo là chưa khi nào mà con đi lễ mà lâu như thế này, mà tầm 1 tiếng đồng hồ là con trông là con muốn về lắm rồi, mà giờ con tới đây mà con đi tục đó là thấy mệt mỏi dễ thấy khỏe. Vâng, thì xem một người mà 5 năm ăn chơi trụy lạc, 5 năm bỏ Chúa mà chả có đi lễ đi thờ, mà nếu đi lễ mà tới 1 tiếng đồng hồ là thấy lâu lắm rồi. Mà hôm nay anh đến đây, cái điều mà anh ấy nói làm cho tôi cảm thấy xúc động, đó là con đến đây con cảm nhận thấy có Chúa đang hiện diện ở đây. Anh xem thử nghĩ coi, sao lại Chúa lại đến cái chỗ hẻo lánh này, sao Chúa lại hiện diện ở đây một cách cụ thể rõ ràng, để cho một người 5 năm bỏ Chúa rồi mà họ đến đây họ cảm nhận được rằng có Chúa hiện diện ở đây. Và khi mà cảm nhận được Chúa hiện thì ở đây sờ chạm được Chúa rồi, thì như Phaolô nói rằng là Chúa chụp bắt lấy tôi không cưỡng lại được. Và khi có Chúa rồi thì anh bảo rằng là ngày xưa con đi lễ 1 tiếng là con chịu không nổi, mà bây giờ con ngồi suốt cả mấy tiếng đồng hồ con vẫn thấy thoải mái. Anh chị em đến đây cảm nhận được cái điều đó, còn người ta không đến người ta không cảm nhận được đâu. Thưa anh chị em, phải như là Phaolô, phải cảm nhận được là Chúa chộp bắt lấy tôi, mà hôm nay tôi sống không còn là tôi sống, mà Chúa đang sống trong tôi. Tôi sống không còn là tôi sống, mà là Chúa mạnh lên xét tín. Hôm nay Chúa đang sống trong tôi. Tôi sống không còn là tôi sống, mà là Chúa đang sống trong tôi.
Chúa đang sống trong tôi, Chúa đang nói trong tôi, Chúa đang nghĩ trong tôi, Chúa đang làm trong tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ, tôi nói, tôi làm đều là do Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển tôi. Vì tôi và Chúa bây giờ là một với nhau. Con có máy chưa? Dạ con có rồi. Thưa cha, là con là cá đồ cách đây 3 năm là con đã bỏ rồi, nhưng mà mấy tuần gần đây đang đá gọi là máu me của con nó sôi sục máu trong con người của con, là tại vì con đoán chính xác lắm, nếu mà con là chơi chắc chắn con thắng luôn, nhưng mà con cố gắng kiềm chế lại bao nhiêu là trước mà con đã quay lại hơn 1 năm nay rồi, con bao nhiêu là những cái lỗ lực của mình mà, trước đây mà giờ thì riêng mà tan tành như thế này không được. Thế là con đã đọc kinh lạy cha xin cứu con khỏi xác trước cầm rồi, nhưng cứu con cho khỏi sự dữ, và con cũng mở điện thoại ra nghe lòng thương xót, cho nên là con quyết định con không chơi, con quyết định đi đường tắt, tại vì đi con đường tắt là con đường của tội lỗi, con không quyết định con không chơi. Hallelujah. Hỡi những người đang cá độ bóng đá, hỡi những người đang làm tan nát nhà cửa, hỡi những người máu mê cờ bạc là người cho vợ mình khổ, con người khổ và biết bao nhiêu người khổ chỉ vì cá độ bóng đá. Hãy nhìn đi, nghe đây, một lời của một người suốt 3 năm cá độ bóng đá, bây giờ máu mê nó nổi trở lại và đoán rất đúng, nhưng lạy cha xin chớ để con xa trước cám dỗ. Máu mê nó nổi lên, sự dữ nó vẫn không tha chúng ta đâu, nó có theo đuổi cho chúng ta đến hơi thở cuối cùng. Phải như là Phaolô nói, tôi chạy đến cùng đường mà vẫn giữ vững được đức tin. Ráng lên con, ráng lên con, còn mấy trận nữa, trận này căng lắm con. Rồi, đây sẽ tặng cho con cái máy, cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho con. Còn gì nữa? Mê, con cái mê game 3 năm trời liên tục. Con nghiện chơi làm con chơi đến hết cả pin luôn, mà con vừa cắm vừa sạc vừa chơi. Rồi con có đọc kinh thánh là con đọc đến cái đoạn là không để làm nô lệ cho tội lỗi, cho nên là con quyết tâm con xóa con bỏ luôn, con không chơi nữa. Mời bạn về.